Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đi Review. Do tuần trước có một số công việc bận nên mình chưa thể trao giải video nhìn hình đoán máy được. Và tuần này, bên cạnh chiếc pin dự phòng XO10.000 mAh, mình sẽ trao tặng thêm một chiếc tai nghe AKG S10 cao cấp nữa nhé. Trong video lần trước thì mình có đưa ra hình ảnh về một chiếc smartphone lạ mà quen, đó chính là Oppo A92s. Điểm nổi bật của chiếc A92s chắc chắn đến từ con chip Dimensity 805G cực mạnh. Tại thị trường Việt Nam, Oppo chỉ phân phối A92, còn lại A92s thì không được may mắn như vậy. Tuy nhiên, tại Diệu Thông Minh, mình có tham khảo chiếc smartphone này đang sẵn hàng và có giá là 7.290.000 cho phiên bản 8GB 128GB. Chi tiết về Oppo A92s, mình sẽ làm một video để giới thiệu cho các bạn. Link sản phẩm mời các bạn tham khảo click ở phần mô tả phía bên dưới nhé. Quay trở lại với chuyên mục nhìn hình đoán máy, ngay bây giờ mình sẽ công bố một bạn có số may mắn trùng với kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 của tuần trước nhé. Đây là video nhìn hình đoán máy tuần trước và mình có đố các bạn là smartphone dùng chip Dimensity mới. Đây chính là Oppo A92s và mình thấy hầu như là không bạn nào trả lời sai cả. Tất cả các bạn đều trả lời là Oppo A92s. Không biết là các bạn có nhìn những bạn đầu tiên trả lời để đoán theo không? Cả đều trả lời là A92s. Ở đây thì riêng một bạn mình thấy là trả lời là 10X5G. Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13 tháng 7 đó chính là con số 508. Đây, và xin chúc mừng bạn Đức Tạ Thành. Bạn đã trả lời chính xác là Oppo A92s kèm theo số điện thoại và kèm theo con số 508 là hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn Đức Tạ Thành với chiếc pin dự phòng XO10.000 mAh đến từ Đi Review. Nhìn hình đoán máy trong chương trình được lên sóng thường xuyên vào tối thứ 3 hàng tuần. Tại đây thì mình sẽ show những hình ảnh mờ ảo vi hiểm của một chiếc smartphone để thử khả năng quan sát đánh giá của anh em về các sản phẩm công nghệ. Ngay bây giờ sẽ là hình ảnh của chiếc smartphone tuần này. Các bạn hãy nhìn cho kỹ. Bạn đoán đây là chiếc smartphone nào thì hãy để lại bình luận xuống phía dưới. Cú pháp của phần bình luận sẽ là đáp án cộng với số điện thoại cộng với một số 3 chữ số. Mình sẽ trao giải một chiếc pin dự phòng XO10.000 mAh dành cho bạn nào đoán đúng tên máy kèm theo số may mắn trùng hoặc nhỏ hơn gần nhất so với 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc thứ 2 của tuần tới. Giải thứ hai sẽ là chiếc tai nghe S10 AKG cao cấp dành cho bạn nào có nhận xét hay nhất về chiếc smartphone ngày hôm nay nhé. Lưu ý, mỗi tài khoản được comment tối đa 3 lần để nâng cao cơ hội trúng giải. Cuối cùng, đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Đi Review để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!